Xin chào các bạn, cô Hảo xin chào các bạn ha. Các bạn đang xem clip trong phần chinh phục Bắc Nam của PMP English. Và tập này của các bạn đang xem là tập số 89 rồi nha. Trong tập này thì sẽ có một phần về đạo ngữ câu điều kiện, nó khá là khó và phức tạp đó. Các bạn nhớ chú ý theo dõi và ghi chú lại ha. Rồi, câu đầu tiên nha. Câu đầu tiên là câu số 125. Đấy, bạn sẽ thấy là mình đang chia động từ ha. Chia động từ to be và đi theo sau chủ ngữ he ở đây. Chủ ngữ he này là so it. Thì cái chỗ when này nó đang đi tắt cho cái thằng là will not. Còn good done này nè, nó đang ghi tắt cho cái thằng là would not. Còn wasn't nó đang ghi tắt cho chữ was not. Và ba cái thằng động từ của mình là will, would và was thì nó sẽ không có phân biệt chủ ngữ, nó đi với thằng he được này, cho nên là mình không có loại bởi vì số lượng ít hay là nhiều. Còn về thời gian thì em sẽ để ý nè, now. Now là bây giờ, nhưng mà cái đáp án này là tương lai, quá khứ hết, không có cái nào của thời điểm này. Thì cái này nè, nó sẽ có một cái phần gì đó liên kết với phía trước, nó sẽ bị ảnh hưởng. Và các bạn đọc thấy nha. Các bạn thấy chỗ này nè, nó đang có had. Had đứng đầu câu thì chỗ này, đây là câu đảo ngữ nha. Câu đảo ngữ này thì nó có thể là đảo ngữ loại 3 hoặc là đảo ngữ của dạng kết hợp. Vậy bây giờ mình sẽ coi thử là loại 3 hay là loại kết hợp để mình có thể dịch cho phù hợp nha. Tại vì nếu như nó đảo ngữ của if 3, nếu như đảo ngữ của if 3 thì cái mệnh đề phía sau này của mình nó phải có dạng cho em là good, have và verb 3. Còn nếu như nó là dạng đảo ngữ của kết hợp giữa loại 3 và loại 2, tức là một hành động không có thật trong quá khứ, nó đã ảnh hưởng đến một kết quả tại thời điểm hiện tại bây giờ, thì khi đó cái thằng đảo ngữ của if kết hợp giữa 3 và 2 này của mình, mệnh đề chính nó phải cho em là dạng good cộng với verb không. Ok ha, nhớ nha. Vậy thì ở đây em để ý này, em có thấy chữ nào không? Em thấy chữ nào? Chữ nào là dấu hiệu là bây giờ, vậy thì có khả năng cái kết hợp nó rất là cao. Cho nên là mình chịu khó mình dịch một lần để cho nó chắc chắn hơn nè. Mình dịch nè, ông này liên hệ, nếu ông này liên hệ cái công ty sửa chữa khi mà vấn đề này bắt đầu, đúng không? Thì ông này sẽ không ở trong một cái tình huống khó khăn như thế này. Không thể ở trong tình huống khó khăn như bây giờ. Tức là cái việc ổng không liên hệ từ lúc trước đã gây ảnh hưởng đến cái thời điểm bây giờ. Ổng đã gặp cái tình huống khó khăn bởi vì cái việc ổng không liên hệ. Cho nên là quá khứ mà ảnh hưởng đến hiện tại thì đó là câu điều kiện hỗn hợp. Các bạn chọn là câu đáp án là câu D, được chưa? Có nghĩa là cái việc mà ổng liên hệ này không xảy ra trong quá khứ, và cái việc mà ổng này không ở trong tình huống khó khăn này cũng không đúng trong hiện tại luôn. Thực sự bây giờ ổng rất là khó khăn ha. Ổng gặp khó khăn vì ổng không liên hệ sớm. Vậy thì đáp án trong câu này của mình sẽ là câu D. Mình để ý ha, có dạng câu điều kiện hỗn hợp, tức là hành động quá khứ ảnh hưởng đến kết quả hiện tại, thì mình sẽ lấy phủ định của cả hai cái luôn, phủ định của loại 3 và phủ định của loại 2 nhá. Rồi, câu 126. Em có chữ that, chữ whether, chữ what và chữ how. Thì em để ý giùm cô cái phần này em dịch nha. Em dịch thì sau này em gặp chữ that thì hay dịch là rằng, đúng không? Rằng ở phía trước có một cái động từ. Và mình nhớ để ý là theo sau that thì thường sẽ có một cái mệnh đề, nó sẽ giải thích kỹ hơn cho thông tin phía trước nha. Từ whether hoặc là từ if, đó, SV. Thì dịch chữ whether đó là liệu rằng. Ví dụ như I wonder if, tôi tự hỏi liệu rằng, đó. Còn từ what là cái gì, còn từ how là làm như thế nào. Vậy bây giờ em phải dịch thôi nha. Em dịch thì em coi nha. Rồi, đây là compete effectively, để cạnh tranh hiệu quả. Công ty, cái này hay nè. Be aware of, should be aware of là công ty mình nên nhận thức. Hoặc là nó nên hiểu rõ được đối thủ trong ngành công nghiệp này đang cố gắng đạt được. Accomplish, đạt được. Vậy hiểu gì? Hiểu rằng đối thủ đang cố gắng đạt được, hiểu liệu rằng đạt được, hiểu những gì mà đạt được, hoặc là hiểu làm cách nào đạt được. Vậy ghép vô nhạc, ghép vô, em thử chọn chữ what đi. Em chọn chữ what, sau em lấy cái mệnh đề phía sau em giải thích nghĩa nè. Sau em nhìn lại nha. Cô nhìn lại cho các em để nghe hiểu hơn nè. Để có thể cạnh tranh hiệu quả, công ty nên nhận thức về những gì, công ty nên biết về những gì mà các đối thủ khác trong ngành công nghiệp này phải cố gắng đạt được. Mình biết được là người ta muốn cái gì để mình có cái thứ mà mình cạnh tranh với người ta, mình cũng làm như vậy với người ta, mình làm nhanh hơn thì mình sẽ thành công ha. Đấy, đáp án là câu C. Còn câu 27, hai câu vừa rồi là dịch và ngữ pháp khá là khó nè. Giờ mình sẽ có câu 127 theo kiểu là để em cho có thể thử relax một tí xíu với một cái câu bài về ngữ pháp, đúng không? Rồi, vợ không nhỉ? Em có vợ không? Distribute vợ không? Now vợ, vợ S. Rồi em có chữ B, vợ B đi theo kiểu là cái chỗ này nó bắt em đang liềm theo kiểu là bị động. Xong giờ em có nè, giới từ to em ngắt. Rồi, phía trước em có chữ for. Vậy thì cái từ giới từ for này, tức em sẽ lấy từ đây.
tới đây và lấy tới tận đây luôn. Theo sau giới từ for này thì giới từ for này của mình sẽ đi với verb in nè, hoặc là noun phrase nè. Nhưng mà cái từ information của mình không phải verb in, tức là noun phrase này là một cụm thì tận cùng đi now. Đi now thì sẽ lấy câu này. Vậy mình có cái từ information distribution là sự phân bổ hoặc sự phân phát tài liệu thông tin. Rồi, ông quản lý dự án này cũng chịu trách nhiệm cho cái việc phân phối thông tin cho những cái thành viên ở ngoài team này, external team members, những cái thành viên ở ngoài team ha. Đáp án sẽ là câu B. Cụm từ này nè, cụm từ be responsible for là cụm từ mà đề nào cũng gặp, cho nên mình học kỹ cụm từ này giùm cô ha. Information distribution. Vậy bây giờ mình có từ đồng nghĩa nha. Distribute thì cô sẽ cho em đồng nghĩa với từ là allocate, phân phát. Vậy chỗ distribution này em thêm chân vô thì em sẽ thấy là nó đồng nghĩa với chữ là allocation. Allocation, information distribution hoặc là information allocation ha. Dạ ok, câu 127 tạm dừng tại đây. Mình nhớ là theo sau giới từ for thì sẽ điền cho cô một cụm danh từ hoặc là mình điền một động từ thêm in là được. Ok ha, tạm dừng. Và cũng là phần kết thúc của tập 89 ngày hôm nay rồi. Cảm ơn các bạn nha. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và làm việc hiệu quả nha. Chào tạm biệt.